Thôi hô, giảng gì nè mấy em. Cố lên. Chiến này đã sao từ lấy lợi hào quang rực rỡ. Hay hồn. Đẹp lắm rồi nè. Đẹp không, đẹp không. Ê, nhưng mà lên hình nó đẹp ghê nè mấy đứa. Lên hình rất là xinh luôn nha. Đây là cốt nhà My. Y chang vậy đó, lười. Ê khoan từ từ ngân. Chết từ. Nam Mô A Di Đà Phật. Tới nơi tới chốn nơi chết từ. Thôi hô, giảng gì nè mấy em. Cậu giờ sao? Trời ơi trời. Nhưng mà đẹp quá. Chết rồi, không được. Nhiều chuyện bài của mình chưa xong mà không biết nhờ giả. Đó. Cái này là của anh Thư á hả? Trời ơi trời. Hôm bữa ồn ào trừ 70 điểm nhớ nhắc thầy. Mình trừ 1 bài, 2 bài, trừ nhiều chút xíu. Cái tội nhiều chuyện. Còn này là bài thứ hai của em hả? Nộp 2 bài luôn hả? Nộp sạch đi, có 1 chục bài nộp hết. Giống như mấy anh chị lớp 9 vậy đó. Bài cuối cùng nộp 7-8 bức luôn á. Dễ anh gì rồi nộp, gì rồi bao nhiêu điểm? 100 điểm, đẹp thấy không? Trừ 500-1. Cái chất hội họa nó đã ghê mà ở đây nè. Nhá ánh sáng là nó sáng rực, nó đang chiếu xuống nè. Ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Mình đang cảm thấy hào quang mười phương chư Phật. Một câu niệm Phật để tên cứu sanh ra. Trời biết rồi bệnh quản tới nơi hết trơn bây giờ. Ơi, cái bức này cái màu nó hơi sớm nha. Nhưng mà mấy bạn mà vẽ cái chất màu này nè là cái gu chữ tình nó rất là cao. Rồi em ngồi ba nãy giờ các em vẽ được cái này hả? Rồi em cái môn kia là cái môn nào em vẽ đẹp hơn môn tôi rồi môn tôi em vẽ vậy hả? Ừ. 1, 2, 3, 30. Em giống như Thuận á ở bên 61 vậy đó. Vẽ một cái được điểm, vẽ 20 cái luôn. Để em vẽ 6 cái. Ừ, vẽ 6 cái 60 là đủ qua môn rồi. 60 điểm qua môn rồi đó. Cái gì? Đánh cầu lông hả? Phải không? Đánh cầu lông. Cái này cái gì? Đá banh hả? Chờ dữ chờ. Nhanh nhanh lên. Ê, tôi ghét cái bố cục mà bị cắt ngang gì lắm nha. Khó chịu lắm nha. Cái này giống sang cầu lông với bà luôn á. Hình như sang cầu lông mà. Ngay trong tay mà. Vậy hả? Kiến thức của em thật là sơ sinh. Em lấy cái tài của em ra coi cái gì? À, Bảo Khang. Ồ ơ đó, đường bạn vẽ phong cảnh cái chắc nè, thấy không? Được đi. Đó, ta không ngại khó hay chưa? Chiến này lấy lợi danh dự cho lớp cái coi. Mày vẽ ba chùa cá luôn. Rồi không? Cái này có phải là em vẽ không? Sao tôi không thể nào tôi tin được luôn á, sao chiến này bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa đó, nói gì trời. Trời ơi, lưu bích dược, sao chiến này gì đâu mà hả, xuống dốc không phanh vậy. 100 điểm đi thầy. Đâu có, người ta ký tên nó thôi cậy cho 100 điểm đi mà mình trừ điểm sao. Nè đây nè, có bạn Bảo nè, mấy em thấy ghê hồn chưa. Hôm nay vẽ được vậy luôn, hỏi vẽ lâu không, vẽ ăn tiếng. Ghê không, vẽ ăn tiếng được như đây nè, ai vẽ cho em. Thiệt luôn hả, tự vẽ luôn hả. Tin được chợ, hôm nay vẽ đẹp dữ nè. Ủa gì hả trời, dễ thương vậy. Ơi, ai cặp nè, thấy chưa, gây hồn chưa, Duy Tân. Giống cháu thì. Ủa, thằng địa ngục á, có ai cặp, trời ơi, thấy xinh không. Đó, cái gu sắc màu. Cái gu màu mè nhất cái lớp này là ở đây nè. Không thầy, em thấy cái nè nó trống quá thì em nghĩ ra cái tủ này. Mới đầu là chỉ định vẽ đây thôi nè. Mà tự nhiên thấy nó đường sắc quá vậy hết luôn. Thôi mà chịu khó khe cái khung đó nè. Trời ơi. Cái phần nền mà chịu khó như vậy là tốt dữ lắm luôn á. Thầy thích cái nền này ghê. Ê, mượn màu hả trời ơi. Một hũ màu mà một đống cái bàn tay đưa vô. Tao nói xuất sắc luôn á. 120 cây xài xong tiếp còn lỡ 90 cây. 30 cây biết mắc ở đâu đi kiếm không có. Em đi mất lên nửa hồng nè. Cái bức tranh ý nghĩa 30 tháng 4 mà không năm tới rồi nè. Ý nghĩa không? Trời ơi tốt quá, cố lên. Tốt quá. Vẽ bọt biển. Vẽ gì nộp tôi nè. Vàng ơi tôi xong không chết. Rồi nhớ cái khúc trứng màu đỏ nha. Cái tóc của nó. Rồi Luffy luôn. Rồi cố lên mấy bạn ơi. Hoành trắng lệ luôn đó. Cố lên. Bài của Tấn Trọng chiến này chết rồi. Hồi cái bài tuần trước hả, quá thấy đặc sắc rồi, tới bài này chìm ngẫm luôn. Trời ơi giờ mới ke nét à, thấy cảnh rồi. Rồi em thấy cái cảnh của em luôn rồi, thấy cảnh hết. Rồi cái cảnh này là thấy nữa nè.
Rồi luôn, cái này là nên thăng luôn nè. Nhanh lên, nhanh lên. Nhưng mà nhìn kỹ lợi cái sáng tối nó cũng xinh quá ha. Bên đây được cái hả, nhiều chi tiết màu á, nhìn cái tranh của mình á nó đặc sắc hơn. Nó thơ mộng. Không vậy mấy cái xung hộ hài. Vậy hả? Không nhìn. Cái chân giường nó hơi bị sai phối cảnh nhưng mà không sao, nhìn nó đậm cái chất trang trí á. Trang trí ước lệ thì mình không có sợ bị sai về cái hình. Mình theo cái kiểu mà tranh minh họa của mấy cái câu chuyện cổ tích á thì nó sẽ không có tính theo cái phối cảnh xa gần nặng đâu. Thành ra gì là ổn rồi. Nhìn xinh chứ bộ, lên hình xinh quá trời nè. Không, bài này tốt quá nghe. Được. Bài này còn bài nữa là xong, kết thúc rồi đó. Cố gắng giúp thầy nha. Trời ơi, xến xúa dữ he. Trời ơi. Bên đây thì thiên về mảng trang trí. Rồi cái khu nhà lá bên đây nè, thấy chưa đó. Sao mà em nhiều chuyện quá vậy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 múi dữ vậy hả? Trời ơi, cái này tôi không dám đưa lên luôn đó trời ơi. Thiên hạ người ta biêu riếu tôi. Người ta biêu riếu tác giả. Trời ơi, sao vậy ông mặt bự nó có cái bài vẽ gian vậy? Tôi bắt nó chỉ vẽ 6 múi luôn mà. Vậy hả? Theo chứ mà. Ghê quá hả? Rồi cái khu ở dưới đây nữa nè, thấy chưa? Chết rồi, giờ này sao xong? Ủa? À. Rồi ok, ok, được đi. Khởi hàng. Nhanh đi, giờ chi tiết quá rồi sao mà xong. Rồi vậy nha mấy bạn. Rồi vậy nha, cố giờ hư bài. Các bạn còn 10 phút nữa nộp bài đó, cố lên, thấy cái cảnh này rồi. Rồi cái vụ gì kêu tôi đợi đây ạ? Rồi đúng rồi đó, xong rồi đó, đi luôn nè, lên có là bài luôn nè, làm công nhân luôn. Thức sớm nó thành công mà thành công nhân, nó hay có lý rồi đó. Thảo My nè, vẽ nè, bài đặt nè. Rồi, lớp 6A3, vẽ bài thi, có cái phần điểm của thầy Dân luôn, dễ thương. Cố lên, cố lên. Cái nét chưa đã ha. Đây nữa nè. Tên gì? Bài đạt Thanh Kiệt. Bài đạt vẽ nãy giờ bạn bè nè. Ý, hình như cái chỗ này hư, cái anh vẽ thêm cái này vô phải không? Công nhận cũng nhiều chuyện dữ ha. Thôi kệ, chăm chế đi được đó. Nè, thấy chưa, đen trắng nè, người ta chơi nè, thấy không? Lý Kim Phụng. Đẹp quá. Đẹp quá. Thảo My nè, vẽ nè. Bài đặt nè. Chịu khó ha, mà vẽ chơi nè, dưới rồi khe nét nữa trời. Gơi hồn chưa? Ngày dám vẽ bờ lợn. Ủa, nãy giờ mới vẽ đó hả? Ờ, hên cho em đó. Em thật là thông minh. Ủa, tưởng vẽ mặt sao. Hên cho em đó. Ủa, mặt sao nào hả em? Mặt sao nào vậy em? Hên đó ha, liệu hồn đó. Trời ơi, hôm nay vẽ tốt. Em nói chuyện nhiều nhất cái lớp này nãy giờ đó. Ủa trời. Chưa cây nét con mắt kìa. Mà bài vẽ tốt thì tôi chăm chế được. Tính cho lên sổ đồ bài rồi đó. Đâu bài em đâu? Là mắc cười dữ rồi đó, mấy em bạn bè cười nhau ha, công nhận tốt làm dữ ha. Bố là tất cả. Có phước cùng hưởng dữ ha. Bố là tất cả, thương bố dữ lắm nè. Tuổi thơ, ủa sao kỳ vậy, sao bố mặc áo mưa? À, bố che em ở dưới mưa đúng không? Đúng rồi. Ồ, hết hồn tưởng đâu. Không, bức tranh ý nghĩa các bạn ha. Vui mà ý nghĩa nữa. Thầy Dân chưa có nút nữa, mới có 50% quãng đường hả? Cái giấy của bạn á, nó bị uổng cái á, là tại vì cái giấy này nó không có chiên màu nước, thành ra là cái độ thấm nó có đã, nhưng mà ý là không chiên mà còn gì nè. Nó mày lên giấy căn xong nó đi ha, là đẹp lắm luôn á. Bài tốt ghê, đẹp quá à. Uổng quá, không sao không sao, tốt quá rồi. Bài em đâu, Gia Bảo đẹp trai. Anh Gia Bảo đẹp trai. Gia Bảo đẹp trai, bài đâu? Bài đâu? Bài đâu? Trời ơi, bài đặc dữ ha. Quá trời bày đặt ha. Dán gì đây hả? Tiền kè nét. Cuối tiết nào mà dán gì đây là thấy xong rồi đó. Em xong rồi Bảo ơi. Mày sắp đai rồi Bảo ơi. Đai rồi Bảo ơi. Bài đặt ha, một đống rồi thêm tư em luôn Bảo. Ghê không? Trời. Tưởng vẽ bông hoa. Ủa sao bình thường quá vậy? Ủa Kim Văn hôm nay vẽ bình thường vậy? Đinh Ủa cái bài trước anh em vẽ em chân dung đẹp lắm em coi chưa? Chị go. Hơi bị đẹp luôn đó. Đinh Lai nhiều quá, Đinh Lai bé nó tôn kìa. Tội nghiệp á, Đinh Lai dí quá. Trời tội nghiệp, giáo dục địa phương mà vẽ A3 nữa, chấn động. Ồ, cái chắc câu này y chang cái bạn Trang đó 6A1. Câu chìm nào mà đẹp quá luôn á, Bảo Hiền. Trời ơi. Bài mày vẽ lâu không Bảo Hiền? Dạ, mới vẽ rồi đi chơi. Trời ơi, ra chơi tới giờ, vô tiết 3 là xong, thấy bài chấn động.
mấy em thấy không, người ta chăm chỉ. Anh hay quá ha. Rồi ok, cái bước này là ơi, cái bước này bước độ cơ bản nhưng mà con mắt nó hơi lạ hơn. Nhưng mà con mắt nó thương vậy á. Đây nữa nè. Hả? Mắt bị lé hả? Dữ vậy sao? Ừ, mắt bị lé thì dạ ác quá. Ở bên đây nữa nè. Chàng ơi thấy cưng quá đi. Ủa sao vẽ sao từ sao bà à, là họ chị bốn chị em bạn gì á hả? Nè cái khu nhà lá trên đây vẽ đường đó nè. Khu nhà lá. Trời ơi, vẽ một đống. Ê cái bức này là 100 rồi, chịu khó đi. Li ti nè. Đẹp không? Cái bức này em vẽ lâu không vậy ra hơn? Trời ơi, một ngày một. Ghê thiệt. Bên đây nữa nè. Cái này là con người hả em? Tưởng con rùa mấy đứa. Thầy giật mình luôn. Thấy ghê thiệt. Capybara. Ghê quá. Trời ơi, đang thụy bài đặt dữ ha. Bà rắc binh rồi ha, bài đặt dữ ha. Cái chân đẹp dữ ha. Ơi, cái dáng mà dễ trang phục thiết kế thời trang hơi bị ngon đó chứ. Đúng cái dáng thiết kế luôn á. Chân dài nè. Còn bên đây nữa nè. To mạnh ghê không? Lãng mạn cái hoa mấy bạn ha. Tinh tế gì đâu á. Kinh quá. Bây giờ mới đầu vẽ là thấy xong rồi đó. Nãy giờ ngồi chơi. Hồi nãy giờ không, cái này có sự cố gắng, con gái chăm chế không bất lỗi. Còn con trai là phải trừ điểm. Con trai là phải bất lỗi. Trừ điểm hết, bất lỗi liền. Mình khen vậy sai. Đẹp ghê ha, được quá nè. Ý cái tông màu lên xinh quá trời. À màu cũng có phút. Cái tông màu xinh quá. Iris nè. Đi. Còn cái cô bên đây thì sao? Trời ơi. Hai bước đen trắng cũng bình thường, bình tâm nè, bình ổn. Ổn định. Chưa. Đó là bên này trắng đen nha. Còn bên đây có ngọc diệp. Ủa ánh diệp nè. Ánh diệp đó là chỉ có cái bài meme xinh. Cái bài meme dễ con chú bó hồng tao nói cười gần chết. Và tới cái bài này nữa. Xinh quá. Gu có ánh diệp kiểu như trang trí mạng lớn mà nó dễ thương nha. Ừ cái nét. Xạo quá. Ở dưới đây. Ủa Minh Huy. Lại là cánh đồng nữa nè. Mấy bạn ơi nhỏ nhỏ nha. Mấy bạn ồn quá. Biết ý tưởng mà chị đấy hả? Ghê trời. Biết ý tưởng mà ta vẽ đường gì nè, ghê không? Mấy em mà biết ý tưởng phải vẽ cỡ này em lên nha. Trên cánh đồng là vẽ có ba. Trên cánh đồng có ba cây bông để đại diện cho ba con người. Nhưng mà có một cây bông. Ghê quá hả? Một cây bông lẻ loi bên cạnh bờ sông. Bên hai cây bông bên đây, ghê không? Một bên đó là sự cô đơn, một bên là sự gọi là vui vẻ lứa đôi. Hay quá ha. Chàng ơi, theo chân của quanh gốc nè, thấy chưa, xinh mé. Rồi ạ. Vẽ từ đầu ra chơi tới bây giờ mà người ta vẽ xong rồi nè, thấy không? Xinh không? Đó. Ê, trời ơi, cắn động luôn nè, chàng ơi, đẹp luôn rồi nè. Trời ơi, đẹp quá. Thanh Ngân nè. Ồ, Thanh Ngân vẽ bài đặt nè. Cái này sao mà thiệt á, vẽ không tô màu, nhìn vô hết hồn nãy giờ tưởng là vẽ bùa chú. Đen, đen á thầy. Thiệt luôn á. Nè bây giờ em lật ngược lại đi, thấy rối rắm liền, tưởng bùa chú không đó. Ghê thiệt á, tô màu vô đi, bài thi cái mấy đứa. Tiền ơi, đây nữa nè, thấy chưa, cái hòa sắc đẹp ghê. Giống Jennifer Ngô quá ha. Cái môi nè, thầy hết cái chuyển màu xinh. Hai bài luôn. Bạn làm hai bài á các bạn, con trai á nha. Bạn trường. Đó. Tốt rồi không? Ta làm tốt ơi là tốt. Còn cái bài này của lớp trưởng nè, anh Vi nè, bài đặt nè. Vẽ Kato Kid nè, thấy không? Bài đặt nè. Chưa. Nhưng mà đẹp, xinh quá. Cái bài này bạn vẽ lâu mà hôm nay bạn mới nộp bài luôn á. Cái gì? Cái bài này của em á hả? Phải em vẽ không Vi? Đẹp quá. Ôi quá đẹp luôn. Rồi ạ, hình nền gì? À không, là cái hình mà ở hình trên video á. Rồi ạ, chừng nữa nhắc tôi, chừng nữa nhắc thầy Dinh. Vậy 10 phút trước đó thầy. Vậy 10 phút trước hả? Không, 10 phút trước nhưng mà trước giờ đã chưa. À, vậy là được. Em lặng đi, cái bài em là bài nào? Bài này. Tranh gì? Em chưa thấy cái cảm giác bị rớt ngon đâu. Ủa, đẹp chứ ạ. Lúc phi. Ôi, ôi mấy bạn ơi, đẹp ghê nè mấy bạn. Người ta bình tâm, người ta vẽ bình ổn định. Còn bên đây đỉnh cao nữa vẽ cái dòng sông có cái dòi rồng á mấy bạn. Hút ngược nước lên. Nhưng mà nó đẹp hơn cái này. Còn cái này thấy ghê.
Rồi, ở đây nữa nè, là xong. Chấn động chưa? Đèn ô, dữ dằn ha. Trời ơi. Rồi bà có Đức Tuấn đâu? Khoan nha, dễ lắm rồi. Em đừng có nhiều chuyện với tôi. Em vẽ người que chạy xe. Chiếc xe còn có da có thịt hơn con người nữa đó. Có ai vẽ người gì không? Không có chân. Đây, cái chân này em đây, đó, cái bàn đạp nè. Cái này là gì vậy? Thấy ghê gần chết, con người. Cái thân hình đó. Thân hình con người đó. Rồi vẽ gì tô màu vô nè cho tôi. Tôi thấy em mỗi nhà một cái cửa sổ. Mỗi nhà cái cửa sổ nữa. Rồi ok, xong chưa? Hai, rồi cho em xem này. Rồi ok. Mặt trời góc ngã đường. Mặt trời góc ngã tới đường trừ điểm nữa. Rồi ok vậy đi. Tô bài cho xong nha. Rồi cứ thiết các bạn nộp bài nha. Chốt biêu. Hả cái gì? Cái gì ạ? Thanh Kiệt kêu tôi đọc cái này cho các bạn nghe nè. Chúc thầy sớm một em mờ follow. Chúc thầy sớm lấy vợ. Chúc thầy sớm có nút bạc IT bờ. Ê các bạn, cảm ơn nha. Điều ước của thầy. Chúc thầy sớm mua biệt thự cho em review nhà. Chờ dữ dằn không chờ bài đọc quá ha. Dễ thương quá ha. Rồi ok vậy đi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye các bạn.